kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục đến cơ sở mai vàng An Khánh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Rồi, sau đây mời quý vị mình vào trong nha. Rồi, phía trước này có cái cây gì mà bự dữ hết trời. 105 hoành anh ơi. Trời ơi, hết sức vậy. Cụ mai này trên 100 tuổi rồi. Rồi, nay mình không có quay giới thiệu cây này tại thấy mình báo vô thôi nha quý vị. Cây này cũng có giao lưu nữa, anh em cứ liên hệ trực tiếp em báo giá luôn. Rồi, mình vô trong. Quay sang cái đế bên đây luôn. Rồi, cây mai đầu tiên là mã số 1 là cái mai trụi trụi ở trong nha quý vị. Rồi, đó, một cốt á, một cốt cột cờ ở trên quý vị. Rồi, cao khoảng mấy mét ha? 4 mét anh. Khoảng 4 mét nha quý vị. Rồi, ở trên thì không có gì để coi nha quý vị. Chắc là hơn 4 mét chỉ báo có chiều cao thôi. Giờ mình xuống cái hoành với đế nha quý vị ơi. Mã số 1 nha. Thì số điện thoại của mai vàng An Khánh thì để trên tiêu đề nha quý vị. Thì quá trình xem quý vị thích thì alo liền ha. Rồi, cho em cái hoành luôn anh. Đo hai vị trí nè. Đo sát sát cổ xuống dưới cái rồi hả? Rồi, ngay vị trí đó là như 47. 47. Rồi đo trên cổ à. Đó trên. Đó trên đó là 35, 36 yếu tính 35. Đó. Cái này đây. Em giao lưu em bao ship toàn quốc luôn là giá 3 triệu. 3 triệu quý vị ơi. Đó. Để có bên đây hả? Bên kia đó. Có không nha quý vị? Bên kia cắm xuống luôn. Để xuống nha quý vị. À, bên đây cũng có hai cộng ha. Đây có hai cộng mà nó cắm nè quý vị ơi. À. À, nói giao lưu nhiêu anh? Toàn quốc giá 3 triệu à. 3 triệu quý vị ơi. Mà bao ship toàn quốc luôn. Còn quý vị nào tới nhà chở thì giá yêu thương luôn ha. Dạ. Rồi mình qua cây số 2. Số 2 cây này quý vị. Cây này mã số 2 ha. Rồi cho em cái trực luôn anh. Cái trực thôi. Trực là tên nó tên luôn anh. Tên nó có cao á, tên nó bự à. Dạ như anh bốt. Rồi cho nhánh ba ra anh. 75. Rồi 75 có cái củ vừa bự quá ha. Này mình cho cái hoành cổ trên này, cho cái hoành cổ luôn anh. Hoành cổ trên đó ha, hoành cổ trên đó là 34 ha. Rồi cái củ bao nhiêu anh? Củ nghe đo ngang trên á. Ờ, chỗ nào nhất rồi bự nhất 48. Đó trời đế thối rồi, bộ đế luôn. Cái này đế đẹp là nhờ ông thợ môi rồi, ông thợ đừng môi quá trời môi. À, cái này giao lưu như ra anh? Dạ, cây này giao lưu giá 3 triệu bao ship toàn quốc luôn à. À, 3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Cây mã số 2 ha. Dạ, rồi đến cái cây số 3. Vào cây số 3, mã số 3. À, hai em nằm trời, xây cái hoa nhã cái tươi. Rồi. Rồi, rồi cho chiều cao luôn anh. Hai em này nằm chung nhau đó giờ cũng không nở chia ly. Mãi mãi bên nhau. Không, mãi bên nhau tới mặt bầu luôn anh. Rồi. Tới cái đỉnh cao nhất á. 77. 77 là còn khoảng 72. Rồi. Dây xéo rồi. Cho hoành luôn anh. Hoành bự rồi, hoành nhỏ luôn. Đâu, né cái tay xuống anh, né cái tay xuống thấy. Đừng rồi, quay lưng về khán giả nha. 31. Rồi. Xin đừng quay lưng về khán giả. Quay lưng về khán giả quay lưng với mình nè. À. Đó, hai cây này giao lưu nhiêu đây anh? Hai cây em giao lưu giá 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Hai cây 1,5 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 3 nha quý vị. Xuống lại sau lưng đi, hồi sóc lại anh ơi. Rồi lên rồi, cây số 4 luôn. Một cặp luôn anh ơi. Là một cặp hả? Dạ. Rồi một cặp luôn. Cây hồi bỏ bầu đừng bỏ thân anh ơi. Rồi xây cái này cho hướng vô hai đứa nó trâu đầu vào nhau được không? Rồi. Rồi như vậy cũng được rồi ha. Vì lý do điều kiện địa hình đi. Rồi cho chiều dài nó luôn. Bên đây nó hơi siêu siêu rồi cho chiều dài. 74. Rồi bên đây nhiêu anh? 72. Rồi cho hoành hai em nó luôn anh ơi. Như đây 25. Còn bên đây. Đây bao nhiêu đây? 18. Rồi xen vòng luôn. Đó quý vị. Bên 18 bên 25 nha. Đó. Rồi cặp này mình giao lưu nhiêu anh?
750 bao ship toàn quốc rồi. Luôn xuống cây luôn. Này là mã số 4 nha quý vị. Rồi tới mã số 5 luôn, cây quái. Mã số 5. À, dáng đẹp quá ha. Rồi cho chiều cao nó luôn. Như 53. 53. Rồi xem vòng cho quý vị thấy cái dáng lắc quái quái nó nè. Rồi, cho em cái hoành luôn anh. Xin lần. Rồi cái quần em nó là 25. Rồi giao luôn nhiêu đây? Giá 400 ngàn bao ship toàn quốc luôn ơi. Rồi 400 ngàn bao ship. Rồi xuống cây luôn. Rồi một cây súng. Cây nhẫn bài ha. À, số 6 45. Rồi 45. Đó. Rồi cho cái quần luôn anh. Súng này mà cây này cây cuôn thôi vậy chứ không phải súng thành công. À. K54 ha anh. 20. Rồi, 21 là yếu 20. Rồi 350 bao ship toàn quốc luôn anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Cây số 7 luôn. Rồi mã số 7. Dạ. Hai cành cũng đều hết rồi. Rồi cho chiều cao luôn. Được luôn. Rồi 1.5 luôn. Có 1.5 rồi. Số tay cành nè. À, cho cái dòng đế cái cho cái hoành cái báo giá luôn ha. À. Rồi cho hoành luôn đi nè. Rồi cho hoành luôn. Hoành đo hồi này đo cho. Đo sức lên. Đo tên cái cũ đi anh. Đo tên cái thể đó đi. Dạ. Khách khán giả nhìn cũng biết cái dưới rồi. Rồi 27. Rồi giao luôn như đây. Em giao luôn giá 700 ạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi không sao. Rồi mã số 8. 30. Rồi cho cái hoành luôn. Cây này có hai cái bọc gì đây ta? Cái bọc sù với lại cái lần trứng hết trơn rồi. Hoành 34 anh ơi. Ngay chỗ cái tượng lên. Xin lỗi, hoành 32. Rồi 32, có hai rồi có hai cái cục ha. Còn rễ nào quý vị? Để có những cái nổi như lục cục ha. À, xấu gì nó ra sù trứng hay gì đó. Rồi cái này mình giao lưu cây này em giao lưu giá 1.800.000 bao ship toàn quốc à. Rồi xuống cây ha. Cây sù trứng. Sù trứng. Rồi. Không đi trên lật cái cổ giá như đó đó. Rồi mã số 9 ha. Rồi mã số 9 nè quý vị. 124. À, 124 tay cành lắc luôn, nó thân lắc luôn quý vị. À, eo ha. Rồi, cái hoành luôn. Có cái rễ chòm bay ở trên luôn. Rồi, 24 hoành. Có cái rễ bay ra luôn ha. À, cái này giao lưu như thế anh. Như hả? 2 triệu. Rồi, 2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi lên cây tiếp theo. Rồi mã số 10. 67. Rồi 67 hoành luôn. Này là rồi mã số 10. 28 anh ơi. Giá luôn 350 ngàn phải không anh? 350 ngàn. Rồi xuống cây. Quá dễ chơi luôn. Giá rẻ yêu thương. 11A, 11B. Rồi 11. Thấy cây cho đứng lên anh ơi. Mã số 11 là có 2 cây luôn. Cây cho đứng lên. Nghe ghế kìa. Cây nghe chân ghế. Họ làm ghế giữ dần đế luôn. Rồi cao 77. Rồi bên kia chắc cũng cỡ đó luôn. 77 luôn. Rồi hoành chắc cũng cỡ đó luôn. Rồi 17 đi ha, hai bên 17 hết đi. Bỏ đo luôn đi, hai cây này cũng ngang nhau à. Muốn cho 17 cũng được và cho 16 cũng được luôn. À, rồi tùy theo mình đo trên hay đo dưới thôi à. Dạ đúng rồi. Rồi 650 ngàn anh ơi. Rồi xuống cây. Tiếp cây nặng. Nặng phụ ảnh. Cây có duyên. Rồi, mã số 12 ha. Tổng tam tài luôn. Ra 43. Rồi 43. Quá trời cái hoành. Ông tam tài ha. Hoành cũng khá to rồi, đây. Rất chịu đủ hết trơn anh. À. Rồi cho em cái hoành luôn anh Tư ơi.
anh đo hai vị trí nên từ đó đó rồi đo cũ đặt dưới luôn. Rồi 40. Rồi đó cũ. Đây hạ xuống đo cậu rễ cái nha quý vị. Đây 51 nha quý vị. Rồi, rút thước. Cái này em giao lưu giá 1.9 bao ship toàn quốc à. Rồi, 1.9. Rồi, xuống cây mã số 12. Rồi, rồi, rồi. Chết luôn. Rồi, mã số 13. Cao nhiêu? 19. Rồi, 49. Có biết cái cụ đế à? Đây, để xe xe đẹp luôn ha. Rồi, cho cái hoành luôn anh Tư. 28. Rồi, xoay vòng lại đây. Xoay vòng luôn, đó. Để đẹp ha. Giao lưu nhiêu anh? 1.4 triệu tư. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, ra qua bên kia phụ khiêng lên nè, đó. Nặng ha. Rồi, mã số tiếp theo mình là 14 phải không anh Tư? Dạ đúng rồi. 14, cao nhiêu anh Tư? 64. 64. Đế ngồi đế nè. Rồi, cho em cái quành luôn. Rồi, đo ngay đó ngang qua luôn. Dính 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 dính. Rồi, rồi, kéo ngang qua. Rồi, 31. 31. Báo giá luôn. 1.2 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. 1.2. Mã số 14. Xuống cây. Rồi, lên cây mới luôn. Quay lại sau lưng anh Tư ơi. Rồi, mã số 15. Đâu rồi, có cái cục nào chim không? Rồi, có rồi. Rồi, chiều cao luôn. 37. Rồi, hoành luôn anh. Đế lực ghê luôn. Trọng nặng lấy to to không ha. Rồi, đo trên cái nhánh nha tử cắt ra nhân quý vị. Rồi, đó 28. Rồi, đế 28 nhân quý vị. Đo ngay chỗ cổ rễ thử anh. Đo cổ luôn. Đo cổ rễ thử cho quý vị xem thử mượn tượng ra cái nó ra bự lớn nha. Rồi. 39 đi. 39. Rồi. Rễ bự ha. Rồi xuống cây tiếp anh ơi. 1.2 triệu. 1.2 một quên báo giá rồi. Đuôi khác. Cầm luôn vậy. Rồi lên cây 16 luôn. Kỹ kỹ anh ơi, đừng có đụng vô con chim của em nha. Con chim mà bên kia con chim bự lắm quý vị. Rồi mã số 16. Chiều cao 3,5 m ra này. Gửi này ha. Cây này là em quên nữa, cây này là cây bông dảo kia nè. Cái này dảo hả? Dạ bông dảo kia. Dảo. Đóng thế tam tài. À, đế rồi. Tam tài ha. Đế đặt cứng luôn á. Đầy bự ha. Có rễ trên. Rồi này cho để cái hoành luôn đo ngang chỗ vị trí cái băng keo quấn anh. Rồi 34 anh ơi. Rồi 34 ha. Rồi. Cho luôn nhiêu đây? Giá 1.5 triệu. 1.5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Cây này anh em mua về lấy bo là hết sảy lá màu xanh sậm đẹp lắm. Đây, 17 anh đây luôn. 17 nằm đó hả? Dạ. 17 nằm đó vô. Rồi, 17 ở đây, đứng đây quay luôn. Khỏi lên bằng quay tại cái bầu quá xá bự. Cây này mai gì anh? Dạ cây này không thấy mặt bông anh ơi. Tính mai thường ha. Dạ tính mai thường nè. Rồi cho chiều cao luôn Tư ơi. Ước lượng Tư ơi. Rồi trời đang mưa ánh sáng là thiếu gì thì cảm. Chiều cao báo 2,5 m lên ơi. Rồi 2,5 m ha. Tay cầm đặt cái chân lên. Dạ. Rồi quý vị. Tảng ngang khoảng nhiêu Tư? Tảng ngang báo 2 m lên ơi. Rồi 2 m rồi. Rồi rà xuống nha quý vị. À, tay cành ha. Rồi cho thoát thân luôn anh Tư ơi. 75. Tốt thân 75. Thân 75. Cái dáng này quay hướng bên đây thì nó hơi lắc nhẹ đây ha quý vị. Ừ, lắc nhẹ ha. Rồi, cho em cái quành luôn anh Tư ơi. Tốt thân ha. Dạ, đo ngang trên đi anh. 34. Rồi, đo cổ luôn cho anh ạ. Đó, chỗ cái phình bự thử coi. 42. Đó, dữ ha. Rồi, đi vòng đế nha. Cây, riêng cái cây này là không có bao xếp anh ơi. Cây này báo giá tại nhà ha. Dạ, báo giá tại nhà. Còn phí xếp thì thương lượng. Rồi, nếu mà anh em mà sẵn chuyến xe em đi luôn thì em giao giùm luôn. Có xếp mấy cái cây bự bự nào nữa ha. Rồi. Cái này giao nhiêu anh? Giá 3.5 triệu anh ạ. À, 3.5 triệu quý vị. Báo giá tại nhà nha quý vị. 17 ha. Rồi rồi.
À, mình qua cây 18 quý vị. 18 ha. Rồi, 116. Rồi, cho cái hoành luôn. Rồi, hoành 17. Hoành 17, giá 650 luôn anh ơi. Rồi, 650, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mã số 18 phải không? Dạ, dạ. Rồi, xuống cây. 19 cây nào đâu? Lên luôn, 19 nè. 19. 19 là tác phẩm dù gió có thổi. Dù gió có thổi hả? Này, gió lùa. Để gió lùa nha quý vị. 58. Đúng ca gió lùa luôn ha. Lộn rồi. Không có 58 được. Đâu, ca thơ đâu. Thử coi. Không, lộn mặt nước rõ ràng. Mấy? Tới đỉnh. Nhiều anh? 70. 70. Bay cái lùa nhánh bay ra nhiêu anh? Nó lùa nhiêu ạ? Giờ tới đỉnh ngoài nè. Mày đây nè. Đó, đúng đó. 85. Rồi, 85. Cái 20 đây. Rồi, cái 20 để đây. Lùa. Đó, gió lùa. Rồi, xuống cái hoành luôn. Móc lại được. Rồi, 19 hoành. Rồi, xây dòng đế luôn. Đó, đế đó quý vị. Có cái sù trứng ở dưới rễ á, ngay đầu đúng rồi. Ngay đây hả? Dạ, đúng rồi. Đó. Đây. Đó còn giờ người trên thân nó nu hết trơn. Lục bên phía nhôm nó chảy hai bọt xuống luôn á. Xay qua nhẹ qua cái nữa. Đó rồi, đó. Đây hả? Dạ đúng rồi, nguyên bọt này. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây? Giá 1.700.000 bao xíu toàn quốc à. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây. Nó 19 rồi. Cây 20 đang. Có 20 là đang cây đang làm nữa hả? Rồi, cây tứ quý 20 đang làm đế luôn. Rồi. Cao luôn. Chiều cao báo 1m8 anh ơi. Rồi 1m8 luôn. Hỏi thôi nó ngang đi ha. Dạ. Rồi cho coi thân nó trong cái gì ơi. Cái này về anh em để vậy chơi tầng dù cũng được mà rút lại để ghép đóng bò cũng ok. Thân nó là vậy đó quý vị. Hết bàn luôn. Rồi cho cái bàn ở vị trí này luôn. Rồi, anh cứ đo đi, em đem đọc. Rồi, quanh 45 anh ơi. 45. Rồi, anh nép ra cho em đi vòng đế nha anh thợ. Nút ơi. Nút ơi. Nút kiếm gì anh Nút? Kiếm tiền. Kiếm rẻ chứ kiếm gì. À, rẻ nhóc này kiếm nữa. Quá trời đế luôn. Bên anh em thấy gì chơi. Rẻ nhóc luôn à. Bành luôn à. Rẻ bành luôn à. Có ngay chỗ đó rẻ cứng nhắc hết rồi. Đây luôn. Cái này giao luôn nhiêu dạ, cây này giá 3 triệu bao ship toàn quốc rồi. 3 triệu bao ship toàn quốc nha quý vị. Dạ. Rẻ dữ lắm. Rồi, lên cây tiếp theo. Này 20 phải không? 21 quay lại bằng quay quý vị ơi, 21 đây. 56. Rồi, cao 56. Hoành luôn anh ơi. Cái gì ơi, con ngang vị trí đó là 20. Rồi 20, rồi để luôn vòng nè. Đó, để đại đều luôn. Rồi giao luôn nhiêu đây? 350.000 anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Để đây qua cây luôn. Chính đâu, mã số 22. Hỏi không? Rồi mã số 22 quý vị. 22 cũng là cây tàn luôn. Mai tàn luôn, cao luôn, cho chiều cao luôn tới đây. Cao 2m2 thôi. Rồi khoảng 2m2 ha. Đáng ngang của nó tính 1m5 thôi ha anh. Dạ, tính 1m5 thôi. 1m5 thôi ha. Rồi, tay cạnh nó đây quý vị. Rồi, cho em cái hoành luôn. Tên luôn. 25. Mày có nguyên cái bệ đế nở đẹp quá ha. Rồi cái cũ đặt là 47 ha. 46 gì đó ha. Rồi. Đi vòng nha quý vị. Cũ nở bệ bự ha. Xù xì cây này nó thay da ha. Dạ. Thay da nhìn nó hay quá ha.
ở lục cục lên ha. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây anh? Cái này em giao lưu giá 2 triệu. Còn xích con gốc 2 triệu cái chỗ này gốc. Nó có đế có cọng rễ bự lắm. Đây bắt hoành. Rồi tiếp theo cây 23 23 luôn. Rồi anh lấy gọi miếng giấy ra anh Tư ơi. Bên đây luôn. Cây 23 này có đặc điểm là cây bông chùm. Rồi thân dưa lắc có cái nhánh tử này đó hay quá ha. Rồi chiều cao báo 2m3 nữa nè. Rồi khoảng 2m3 chiều cao. Bông này bông gì? Bông chùm mình. Cái mình quay kỹ mắt lá cho các bạn. Tại vì mình thấy mấy cái nụ nè khích rịch nè. Đó quý vị ha. Nên mình thấy lạ nên mình hỏi ha bông chùm ha. Rất là khích ha. Khích rịch nè. Rồi cho em cái hoành luôn. Rồi 21 hoành quý vị ơi. Đế đẹp luôn ha. Đây đây cây đầu nội cái đầu rễ cái này không nó ra hết 5 cộng ha. Rồi. Cái này giao luôn nhiêu đây anh? Bây giờ giao luôn. Giá bao nhiêu? triệu tám phải không? Triệu tám mã số triệu sáu mấy? 1.6 triệu triệu 6 hả? Rồi mã số 23 nha quý vị. 4 nằm đâu ra rồi ở ngoài kia nha quý vị, mời quý vị ra ngoài sau xíu nha. Rồi mã số 24 quý vị ơi, một phôi bự luôn. Rồi hết thước cộng với đoạn trên chắc 2m đi ha. Khoảng 2m3. Rồi 2m3 trên dọn cao hơn 8 tấc. Rồi hơn 8 tấc thôi. Vậy 2m3 ha. Theo lời của ông chủ cơ sở nha. Trên thân nó có mấy bệnh sổ. Này dây dặn đa thân ha. Dạ. Những cái bệnh này bệnh sụ ở đây phải không? Rồi nó bể sụ nhiều cái thay cây này thì có đặc điểm đặc biệt là nụ nó đâm ra từ trong thân, nụ thân trong nụ thân rồi nó già cây dữ ha, quá già luôn rồi. Đế thì được đế mặt bên đây, à bên kia đế nó bị cắm xuống mặt đây dữ ha. Rồi, mặt đây quá trời lực luôn rồi, bên kia nó bị cắm. Cho cái hoành luôn anh Tư. Mình nghe 57 mình tới 56 đi. Rồi 56 nha quý vị. Rồi rồi đó. Rồi bên kia có 3 cộng vậy giống vậy nữa ngon ha. Có 3 cộng giờ này chắc nó không nằm đây. Về nhà anh em sớm à. Dạ bên đây thiếu, bên đây còn có 1 cộng bự ở đây nó là ngon. Rồi. À cộng dưới nó có 1 cộng mà nó cấm xuống. Đây có 1 cộng ở đây nó là ngon ha. Rồi đi vòng vòng chống mặt quá ha quý vị. Rồi cái này giao luôn nhiêu đây? Dạ, giao luôn giá 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Rồi 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Anh Tư, anh coi anh đo cái đường kính của cái bầu này như vậy anh Tư. Quá xá vậy anh, ngang ngang đây nè. Rồi quá xá cái bầu luôn. Mét mấy? Mét mấy anh? 114. Rồi 114. Rồi bao ship chắc muốn hết rồi. Chịu không nổi đâu. Rồi mình vô nhà nhưng quý vị vô nhà còn một cái tác phẩm rất là độc lạ ở trong ha. Rồi mã số 25 là một tác phẩm rất là đẹp, độc lạ. Hình cái con gì đây nè quý vị, con chim. Con chim này ở trên nó có lông đầu ở trên nè quý vị. Lông đầu ở trên ha. Rồi cho chiều dài của con chim Tư. Tính từ cái mỏ nó tới cái đuôi luôn nha. Rồi chiều dài báo 3 mét lên đây. Rồi. Rồi ngay vị trí đó là mét rưỡi, giữa thân nó là mét rưỡi đây. 3m2. Rồi tới cái đuôi nó là khoảng 3m2. Con chim dài 3m2. Chiều ngang của sải cánh ngang luôn nè. Sải cánh ngang nó nhiêu đây anh? Bên đây còn khoảng 7 tấc nữa, đây là 2m2. Rồi. Chiều cao con chim luôn anh ơi. Chiều cao con chim nhiêu anh? Chiều cao con chim chắc cỡ 1m2 mấy vậy? Mét mấy đây? 120. Rồi 120. Đây cái cọng lông đầu đó.
rất độc lạ ha quý vị. Để mình coi dàn cái dàn xương ở trong con chim nha quý vị. À, giờ kéo dài dài nha quý vị. Rồi xảy cánh ha. À, nguyên cái bệ đuôi ra sao luôn ha. Em để em giới thiệu luôn là khi mà mình làm á, mình xài cái dây đan mình cọt như thế này nè. À, là một thời gian nữa thì cái dây nó mọc xong là cái nhánh nó cũng chập dính liền nhau hết trơn. Tác phẩm độc lạ ha. Dạ. Nó cũng lắc lư. Để cho em cái hoành anh Tư ơi. Cái hoành chính thôi nha. Còn cái cây cái này cái rễ lên mà là thành cây luôn ha. 22 hoành ha. 22, anh đo tổng cũ luôn cái. Đây là cây cái nguyên cái cũ. Cái cũ. Cũ dưới đây ha. Rồi dưới đây anh lòng thước dưới đây anh. Lòng ở đây. Tính 60 đi ha. 60. Cũ 60 nha quý vị. Tại mình vô phụ đo nha quý vị. Tiên vòng nha quý vị ơi. Rồi cái nhánh cái cây bên đây là cái rễ nó lên nha quý vị nè, nó chín nhau ở đây nè ha. Cây tử nó lên là cây tử luôn. À. Rồi cây này em giao luôn nhiêu đây anh? Dạ cây này em giao luôn giá 25 triệu rồi, giá tại đây rồi. Rồi 25 triệu là giao lưu tại nhà nha quý vị. Rồi, em có ship nhưng mà phí anh em thương lượng không? Rồi ba ship thì cũng có luôn. Rồi, rồi. Rồi cây này cũng là cây cuối của clip mình ha. Rồi quý díu mình tới đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì alo liền cho số điện thoại của Mai Vàng An Khánh nha quý vị. Số điện thoại để trên tiêu đề. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.